Đã bao giờ khi đang xếp hàng tại tiệm tạp hóa, nghiền ngẫm vài cuốn tạp chí, một bài hát chợt vang lên trong đầu bạn? Không phải toàn bộ mà chỉ là một đoạn nhạc nhỏ, cứ lặp đi lặp lại cho đến khi tai bạn bắt đầu dở đau quả ra theo nhịp điệu. Vậy là bạn đã bị nhiễm sâu tai. Và bạn không phải là người duy nhất. Hơn 90% dân số bị lây nhiễm ít nhất mỗi tuần một lần và khoảng 25% dính phải vài lần trong ngày. Chúng len lỏi vào trong đầu mỗi khi ta làm việc với đầu óc thảnh thơi, như đợi nước sôi hay chờ đèn xanh. Đây là một trong những hiện tượng bí ẩn nhất của bộ não. Các nhà khoa học vẫn chưa biết vì sao giai điệu lại có thể dễ dàng kẹt lại trong đầu ta đến vậy. Về mặt tâm lý học, sâu tai là một ví dụ của ngôn ngữ tư duy. Ngôn ngữ này có thể ở dạng hình ảnh, như khi bạn nhắm mắt và tưởng tượng ra một chiếc xe kéo màu đỏ. Cũng có thể là âm thanh, như tiếng trẻ con khóc hiện ra trong đầu, hay tiếng dầu sôi xì xèo trong chảo. Sâu tai là dạng đặc biệt của ngôn ngữ tư duy âm thanh vì chúng hoàn toàn thụ động. Chắc bạn sẽ không tự bịt tai lại rồi nghĩ đến bài hơn Let the Dog sao, đâu nhỉ? Sâu tai đột nhập trái phép vào lãnh địa của âm thanh và lãng vãng ở đó như vị khách không mời. Chúng thường khá nhạy cảm với các giai điệu, hay nói cách khác là sự hòa âm. Điều đáng chú ý là sâu tai thường kẹt lại trong vòng luẩn quẩn, lặp đi lặp lại hàng phút, thậm chí hàng giờ. Sự hình thành loại sâu này chịu ảnh hưởng khá lớn bởi việc lặp đi lặp lại. Các bài hát thường bị mắc kẹt khi chúng ta nghe đi nghe lại nhiều lần. Nếu như sự lặp lại là căn nguyên, thì có lẽ thủ phạm chính là sự phát triển không ngừng của công nghệ. Trong 100 năm qua, các thiết bị công nghệ đã được cải tiến, cho phép ta nghe cùng một thứ trong nhiều lần, như đĩa ghi âm, băng cassette, đĩa CD, phay nhạc chạy tự động. Phải chăng những công nghệ này đã tạo nên một trải nghiệm hoàn toàn mới, và sâu tai cũng chỉ là một sản phẩm của cuối thế kỷ 20? Câu trả lời đến từ một nơi không ai ngờ, Mark Twain. Vào năm 1876, chỉ một năm trước khi máy hát được phát minh, ông đã viết một truyện ngắn về thị trấn bị điều khiển bởi những giai điệu từ tiếng chuông của nhà thờ. Từ tài liệu này và một số khác cho thấy sâu tai có vẻ như là một hiện tượng tâm lý cơ bản không mới, nhưng có thể đã bị công nghệ âm thanh làm cho nghiêm trọng lên. Vậy nên, biết đâu tất cả những nhân vật lịch sử như Shakespeare hay Chakawiya cũng đã từng thơ thẩn với những đoạn nhạc trong đầu. Khó mà có thể tưởng tượng được ngoài âm nhạc lại có một sự xâm lấn trí óc phổ biến đến vậy. Tại sao lại là âm nhạc mà không phải là màu nước hay là mùi vị của bánh taquito phô mát? Một giả thuyết cho rằng đó là cách mà âm nhạc được ghi lại trong trí nhớ. Khi nghe một bài hát quen thuộc, chúng ta thường nghe nốt này nói tiếp nốt kia. Thật khó để nghe từng nốt riêng lẻ nhỉ? Nếu muốn nhớ đến nốt you trong happy birthday, bạn phải nhẩm từ happy cho đến you. Bằng cách này, các giai điệu hoạt động như một loại thói quen, như khi ta tự động buộc dài một mạch cho đến khi thắt dây vậy. Khi giai điệu được gợi ra, như khi ai đã nói my umbrella, ta sẽ nhẩm theo cho đến khi tự nó dừng lại. Ella, Ella, Ella. Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán chung chung. Cơ sở lập luận về việc tại sao chúng ta lại dễ nhiễm sâu tai vẫn còn là một bí ẩn. Nhưng hiểu về chúng cũng đem lại những manh mối quan trọng về sự vận hành của não người. Có lẽ nếu lần tới bạn bị nhiễm bài Shake It Off của Taylor Swift, hãy coi nó như điểm bắt đầu của chuyến đi phiêu lưu khoa học, giải đáp những bí ẩn thường thức. Well, nếu không được thì cứ việc Shake It Off.